Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh cập nhật tin tức của Su TV. Kính chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật vui vẻ, hạnh phúc nhé. Tiếp tục cập nhật tin tức về hai cô bé Thiên Ngân với lại Tiết Nhung đang ở bên Mỹ hát show của trung tâm thuyết Nga nha mọi người. Như mọi người cũng biết thì ba Diễm Phạm đã đến Mỹ cùng với cậu Thanh Huy để ủng hộ cho hai bé là Tiết Nhung với lại Thiên Ngân thì rất nhiều người cũng khá ngạc nhiên vì trước đó không thấy là Diễm Phạm thông báo trên trang cá nhân sự đến Mỹ âm thầm của Diễm Phạm hỗ trợ cho hai người con gái của mình đã nhận được vô vàng những lời khen của fan hâm mộ vì mọi người nhận thấy hai bé Nhung với Ngân còn khá nhỏ ở trên đất Mỹ không ai hỗ trợ hướng dẫn hết. Đợt qua lần trước thì có cô MC Ngọc Hân cùng với cậu Thanh Huy hỗ trợ cho Tiến Nhung thì mọi người có phần an tâm. Và lần đến Mỹ này thì hai chị em dắt díu nhau đi. Do đó mọi người thấy là khá là thương. Và bây giờ biết được quản lý Diễm Phạm cùng với cậu Thanh Huy cũng đã bay sang Mỹ để ủng hộ show chương trình của hai con của mình. Thì mọi người rất là vui mừng nên dành nhiều lời khen mới đây thì cậu thanh huy cũng chia sẻ bức ảnh buổi sáng sớm check in nắng ấm cali cùng bolero và em trong bức ảnh cậu huy chia sẻ có mặt của hai bé dung và ngân và quản lý diễm phạm cùng với cậu thanh huy buổi sáng sớm người nào gương mặt cũng rất là tươi trẻ và được biết tính theo thời gian khi mà mình làm cái video này thì show bolero và em đã hát xong rồi mọi người và rất là thành công thì quản lý Diễm Phạm cũng đã chia sẻ niềm vui này trên trang cá nhân à, về show này. Thời buổi này mà làm được cái show Bolero và em đông nghẹt như vậy chỉ có thể là Thúy Nga đúng không cả nhà. Đúng là chị Merito của em đã làm là đau. Nhìn thấy lượng khán giả bên dưới sân khấu ủng hộ cho show mà thấy ấm lòng. Show này thiếu người quan trọng Bolero nữa. À, vậy là show đã bán vé sạch hết sạch nha mọi người à, mọi người đến ủng hộ show này khá là đông và chắc chắn khi xem show này thì à, mọi người à, sẽ được xem những cái à, sản phẩm ca nhạc hết sức là chỉnh chu à, và rất là tuyệt vời riêng quản lý diễm phạm thì thấy à, khán giả đến đông như vậy dành lời khen cho cô thủy cũng như à, cảm thấy khá là ấm lòng nhưng chắc chắn tận uh, trong tâm can thì ai cũng đều nhớ đến một người đó là chị Hai vì giờ đây chị đã vắng bóng trên sân khấu này rồi phải nói là cực kỳ luyến tiếc ai nấy cũng uh, dành nhiều lời bình luận động viên cũng như uh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng với quản lý dưới uh, cái bài viết của uh, Diễm Phạm như sau uh, quá đúng đó Uh, trung tâm luôn rất tuyệt vời, đẹp lung linh Và mọi người chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe uh, Rồi có bạn lại bình luận Thiếu một người Nhưng người đó vẫn luôn hiện hữu trong tim Những người yêu nhạc, mãi thương uh, Tuy thiếu chị hai Nhưng hai cô con gái của chị hôm nay Hát ở show này đẹp Và hát hay lắm nè Ba Tèo Chúc mừng Ba Tèo và hai cô con gái của ba Hát thật hay Show diễn thành công nữa rồi Quá đúng Diễm Phạm ơi À, tuy thiếu một người đi xa Mà vẫn sát cánh bên gia đình Đàn gà con và chị uh, Ngọc Thủy Hình bóng dẫn luôn bên những người yêu mến nàng à, Thương Diễm lo lắng cho các con quá à, Phải nói uh, Quản lý Diễm Phạm đã không uh, quản ngại đường xá Vội bay đến Cali để ủng hộ cho hai con của mình Vì biết uh, Hai con còn nhỏ hát trên sân khấu sẽ là một cái áp lực rất là lớn nhưng mà hai cô bé đã cố gắng vượt qua tất cả, hát cũng khá là hay trong show này và riêng sự bảo bọc cũng như là sự đoàn kết ủng hộ cho con của mình của cậu Huy với lại Diễm đã nhận được rất nhiều lời khen. Như vậy là xuất đầu tiên của Paris by Nine live show Bolero và em đã kết thúc và xuất thứ hai cũng đã bắt đầu thì chương trình Bolero và em mang đến tất cả những bài hát và ca sĩ khán giả yêu thích nhất dưới nền nhạc Bolero và nhạc vàng. Thì uh, hai bạn Thiên Ngân với lại Tiết Nhung sẽ hát bài Gió bấc của uh, Võ Thiện Thanh nha mọi người. Như mọi người cũng biết bài hát này cũng khá là hay. Gió bấc về sắc sơ những bụi chuối sau nhà, má nó ngồi mắt đâm chiêu nhìn trời xa, từng cơn gió lào xào mái hiên, nghe như tiếng cười đùa của em. Ôi người con gái của ngày xưa Úc lấy chồng Má hai ra ngoài ngắm chân trời Phía cuối trời cánh chim Theo ngàn cơn gió Bên kia sớm giọng về tiếng ca Giọng ai hát điệu buồn xót xa Người đi đi xa Mà lòng xót xa Mẹ già đứng bên hiên nhà Người lên xe qua lòng buồn héo hon Mẹ già tiễn con lại rơi à, à, Và có rất nhiều Các ca khúc hay trong chương trình À, như là buồn làm chi em ơi ngọc anh hát nè nói buồn gắt trọ giấu chân kỷ niệm chiều thương đô thị à, nếu có những thông tin mới về chương trình của show của hai bạn nhung và ngân mình sẽ chia sẻ tiếp mọi người trong video sau nhé kế đến là cập nhật thông tin về ca sĩ trẻ Sắc long thì như mọi người cũng biết Sắc long cũng đã có một cái show khá là thành công ở Hà Nội, đó chính là show của nữ danh ca Hương Lan thì mới đây Sắc Long cũng có chia sẻ những bức ảnh khá là đẹp của mình ở trong chương trình này cũng như chia sẻ lời cảm ơn kỷ niệm show diễn 24 tháng 8 2024. Sắc Long cảm ơn tình thương của cả nhà khán giả Hà Nội đã dành cho con. Con cảm ơn các bà, các cô, chú, anh chị và các bạn đã tiếp đón con rất nhiệt tình con rất là vui luôn và con cảm ơn mẹ hương lan đã tạo điều kiện cho con trong mọi sân khấu để tiếng hát của con được đến gần hơn với tất cả quý khán giả con rất long cảm ơn tất cả mọi người ạ à. thì sắc long cũng gửi lời cảm ơn bên cạnh đó chia sẻ một đoạn clip ngắn và một bức ảnh chụp cùng với người con của anh bảo bảo là bé sắc tí cả hai chú cháu hết sức là vui À, sau khi kết thúc show thì trong đoạn clip mà Sắc Long gửi lời cảm ơn chia sẻ lại thì Sắc Long ngồi trước à, những món quà tình thương mến thương của fan hâm mộ Hà Nội gửi tặng rất nhiều hoa và quà cũng như bao lì xì mà khán giả đã tặng cho Sắc Long trong show nhạc này thì nhiều người nhất là fan hâm mộ đã để lại bình luận à, khen cho tiếng hát của Sắc Long được nhiều người à, khán giả Bắc Trung Nam yêu thương nhiều thế thì uh, vài ba câu nói sân sư thì không cần để tâm nhé uh, bao bảo và uh, hoàng huy tức là ca sĩ sắc uh, long đó mọi người uh, phạm thiết nhung đừng để tâm buồn làm chi nhé chúc gia đình cùng tiếng uh, tức là khán giả này động viên tinh thần của mấy anh em rồi uh, nhiều người uh, chia sẻ chúc mừng con một chàng trai ấm áp nghĩa tình ngoài nghệ thuật thấy con là thấy sự yêu thương thật thà lễ phép và luôn mỉm cười À, hãy à, đừng để ý những ý kiến trái chiều mãi là sắc lông mà khán giả yêu mến nhiều khán giả bình luận khá là hay nha mọi người giữ gìn sức khỏe thật nhiều để mang tiếng hát đến những à, người thương em một chuyến đi hà nội có nhiều kỷ cái, niệm cái thật thân thương em nhé